Yo, xin chào anh em quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Xua kèo rằng là mỗi anh em khi mà chơi Mobile Legends một khoảng thời gian ấy ạ, thì cũng là đều có cho mình một cái vị tướng tủ đúng không? Tướng tủ ở đây tức là cái vị tướng mà được anh em sử dụng nhiều nhất này, đánh thuận tay nhất này, và là cái vị tướng mà anh em cho rằng là nó mạnh nhất trong quá trình chơi game, dành nhiều tình cảm cho nó nhất đến là như vậy. Nhưng mà không biết anh em thường thể hiện tình yêu và cái sự đam mê của mình dành cho cái vị tướng đó như thế nào? Hãy cùng thử xem 4 cách dưới đây để xem rằng là anh em có dính phải cái cách nào không ha. Vì đây chính là cái 4 cách để mà chúng ta nhận biết ra được rằng là đâu là cái vị tướng tủ của anh em, cũng như là của những cái người chơi khác ở trong Mobile Legends đây anh em ạ. Ông nào mà chưa biết tướng tủ của mình là gì, xem clip này xong là khẳng định với anh em là nhận ra liền à. Rồi, cái cách dễ nhận biết nhất có thể nói ở đây đa phần là người chơi đều thích và muốn làm theo cách này, đấy chính là sở hữu full skin hoặc là những cái trang phục đẹp nhất của vị tướng mà cho rằng là đó là tướng tủ của mình. Cho dù vị tướng đó có bao nhiêu trang phục đẹp xấu như thế nào, đắt rẻ ra sao cũng là muốn có tuốt anh em ạ. Kiểu như là Mỡ ấy, ngày xưa là cực kỳ thích chơi sát thủ Karina, cho nên đây cũng là cái vị tướng đầu tiên mà Mỡ có được nhiều trang phục nhất và cũng là nhiều nhất ở trong cái tài khoản cũ của mình luôn anh em ạ. Thậm chí cho đến giờ đây khi mà đã ít chơi cái vị tướng này rồi, Mỡ cũng có thể kể tên vanh vách từng cái trang phục một của Karina. Karina có bao nhiêu cái trang phục biến sắc này, rồi thì skin epic của Karina khó kiếm đến như thế nào, skin Karina Leona KOF nhận free ra sao. Khẳng định là nhiều anh em khác cũng giống y như Mỡ vậy luôn. Cái cảm giác kiểu như skin nào của tướng mình thích nó cũng đều đẹp ấy, để đến mức mà thằng bạn thân của mình nó bảo có đẹp đâu, mua làm méo gì mà chỉ muốn lao vào sông mái với nó luôn anh em ạ. Thế cho nên là khi mà nghe tới đây, anh em thấy mình cũng kiểu giống như Mỡ, chỉ thích duy nhất toàn bộ trang phục của một cái vị tướng ý, thì xua kèo đó chính là tướng tủ của anh em rồi. Tuy nhiên, cái cách này nó có một cái nhược điểm chí mạng ở đây, đó là không phải ai cũng dễ dàng sở hữu được toàn bộ những cái trang phục của cái vị tướng mình thích. Vì đơn giản, yếu tố tiên quyết ở đây, ngoài đam mê ra là phải có đầu tiên, tức là tiền đâu đấy anh em ạ. Có một số trang phục thì rẻ, nhưng một số lại thuộc cái dạng từ đắt, tới quá đắt, cho nên nếu như anh em ngân sách eo hẹp thì hoàn toàn có thể lựa chọn hoặc xem tiếp cái cách thứ hai. Cái cách này nghe chừng là phổ biến và dễ làm hơn cái cách một rất là nhiều ha. Cách thứ hai đó là cài đặt ảnh nền điện thoại của chính vị tướng mà mình thích chơi anh em ạ. Cái cách này nghe chừng là rất chuẩn chỉ đúng không ạ? Làm gì có chuyện anh em thích chơi vị tướng Lesley lại đi đặt hình nền là con Franco bao giờ đúng không? Mà cũng đừng bao giờ đặt hình nền mấy con kinh dị kiểu đấy nha. Crush của mấy ông nhìn màn hình điện thoại chắc nó lại nghĩ mấy ông có sở thích biến thái, nó lại chạy cái nhẹ thì toang. Đặt ảnh nền điện thoại vị tướng nó lại là một cái thao tác gì đó quá là dễ đi. Chỉ cần điện thoại của anh em chơi được Mobile Legends là làm được cái này cực kỳ là dễ dàng. Và vấn đề còn lại của chúng ta đó là tìm trên mạng những cái tấm hình ảnh nét căng đúng độ phân giải màn hình điện thoại của mình mà thôi. Vậy thì có cái nguồn nào nó tập trung không? Để Mỡ giới thiệu cho anh em một cái ứng dụng đã là siêu thú vị mà lại còn là free anh em ha. Có tiếng Việt luôn, cực kỳ là đầy đủ thông tin. Và dĩ nhiên hình ảnh của Mobile Legends nó tràn trề, thoải mái cho cái việc lựa chọn rồi. Đó chính là ứng dụng có tên gọi Knox Lucky Wallpaper. Anh em hoàn toàn có thể tìm kiếm ứng dụng này dễ hơn cả hít thở trên Google Play bằng cách gõ tên Knox Lucky Wallpaper như trên màn hình anh em đang nhìn. Đó, như thế này này. Tuy nhiên, hãy chú ý rằng ứng dụng đã hoàn thiện trên các thiết bị Android rồi, nhưng trên iOS thì hơi xui là chưa. Mặc dù iOS cũng là có nha, nhưng các tính năng chưa đầy đủ. Và theo như thông báo ấy, thì bên nhà phát hành thì đang dần hoàn thiện. Rồi, vậy thì ở trong Knox Lucky Wallpaper có gì? Đó chính là hơn 600.000 tấm hình nền cực đẹp, Full HD lung linh với hơn 20 chủ đề khác nhau. Dĩ nhiên Mobile Legends của chúng ta cũng là một trong số đó rồi. Anh em có thể truy cập vào ứng dụng này, rồi tìm kiếm từ khóa Mobile Legends bang bang, ấn vào tìm kiếm, đó là ra ngay. Úi xồi, nó lại là bạt ngàn. Gì chứ, có khi nhiều ảnh nền quá, anh em chọn nó còn hoa mắt hơn cả trả lời cho gấu cái câu hỏi rằng là hôm nay mình đi ăn gì luôn ấy. Bên cạnh cái việc lựa chọn những cái tấm hình free, tức là những cái tấm hình miễn phí á, thì nếu như anh em để ý, sẽ có những cái tấm hình nền VIP được chú thích bằng icon kim cương ở góc phải của tấm hình nền đó. Đây là những cái hình ảnh siêu độc, siêu nét mà chúng ta cần phải sở hữu nó bằng kim cương. Kim cương thì có hai cách để mà có nha, đó là đăng nhập vào hàng ngày cũng có kim cương này, hoặc là anh em nạp tiền vào để nhận. Nhưng mà Mỡ ý, là Mỡ thích free, cho nên ngày nào Mỡ cũng phải đăng nhập vào một lần để mà nhận kim cương free anh em ạ. Rồi thì thậm chí là hình nền VIP free hàng ngày cũng có luôn nha. Chỉ cần đăng nhập vào hàng ngày là sẽ nhận được mà thôi. Khá là thú vị. Và mấy cái hình này anh em còn tùy chỉnh được màu sắc bằng những cái filter, những cái chỉnh màu sắc có trong ứng dụng luôn cơ. Đa di năng cực kỳ luôn.
Và hình nền tĩnh thì chưa đủ, anh em thấy hình nền của mỡ chất không ạ? Nó còn là hình nền động luôn. Ứng dụng Nouns Lucky Wallpaper cho phép chúng ta tải video từ TikTok này, từ Instagram về này để mà làm ảnh nền nha. Thao tác lại quá là easy. Đầu tiên là chọn video ở trên những cái ứng dụng đó nè. Ấn chia sẻ nè. Đó, 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 thao tác đó. Chờ một chút xíu và là xong. Nhanh hơn cả người yêu cũ trở mặt luôn. Rồi, và còn gì tuyệt vời hơn khi mà mở điện thoại của chúng ta lên, đó là thấy hình ảnh em tướng thân yêu của mình trinh hình ra ở đó. Thấy thích thích là bắt đầu vào game Mobile Legends, làm trận cổ điển hoặc là trận rank để chơi em nó ngay. Cách thứ hai này nghe chừng là hợp lý hơn hẳn rồi đấy. Rồi, chúng ta đã có đặt ảnh nền rồi này, mua trang phục tướng rồi này. Còn cách gì để mà dễ nhận ra tướng tủ của mình cũng như là người khác chơi không nhỉ? Dĩ nhiên là còn anh em. Đó là việc chúng ta cho dù là đánh cổ điển hay đánh rank, chế độ nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn chỉ trung thủy, vẫn chỉ chơi một mình cái vị tướng đó mà thôi. Chúng ta pick vị tướng đó nhiều tới mức có thể tỷ lệ thắng của chúng ta ở cái vị tướng đó không cao, nhưng số trận chơi cái vị tướng đó nó không còn được tính là hàng chục, hàng trăm trận nữa, mà nó tính là hàng nghìn trận luôn anh em ạ. Đủ để thấy được cái sự đam mê của chúng ta hoặc là những cái người chơi khác khi mà chơi cái vị tướng đó rồi. Ưu điểm của cách này này, đó là thường với số lượng trận nó nhiều kinh khủng đến như vậy mà chỉ cần tỷ lệ thắng của chúng ta không quá thấp, khoảng từ 50% trở lên thôi, là có cơ hội cực kỳ cao anh em sẽ được đồng đội nhường cho chơi cái vị tướng đó ở trong bất kỳ một cái chế độ chơi nào cả, bởi vì họ biết rằng là chúng ta chơi đã quá giỏi, quá rõ cái vị tướng đó rồi, và thà là để cho chúng ta chơi cái con thuận tay nó còn hơn là để cho chúng ta chơi những cái con trái tay và đánh khó ra. Đó, đấy chính là cái ưu điểm nhãn tiền của cái cách này luôn ha. Và dĩ nhiên là bên cạnh ưu điểm, chúng ta là phải có nhược điểm rồi anh em ạ. Nhược điểm của cách này, đó sẽ là khá mất thời gian, bởi vì chúng ta sẽ phải cày cả rank lẫn cổ điểm để mà có được cái tỷ lệ thắng, cũng như là cái số trận chơi cái vị tướng đó cao cao một chút, thì mới thấy được cái độ hiệu quả và khiến cho đối phương trở nên trầm trồ ha. Cơ mà độ hiệu quả thì khỏi nói rồi anh em ạ. Thấy mấy ông khoe chơi hơn 1.000 trận rồi tỷ lệ thắng 55-60% là đủ biết là tay to ha. Như mỡ ấy, là không cần biết tướng tủ của ông ấy chơi con gì, không những đã là tướng tủ mà tay còn to quá luôn. Tỷ lệ thắng như vậy thì sông Mia ra mỡ ông cho pick hết. Và còn một kiểu chơi tướng tủ cuối cùng, cái kiểu này là kiểu thứ tư, kiểu tối thượng luôn anh em ạ, kiểu nâng cao hơn so với cái kiểu thứ ba rất nhiều, mà mỡ bắt buộc phải để riêng nó ra bởi vì nó là một cái danh hiệu, nó là một cái niềm tự hào của cái người chơi đó rồi. Đó chính là việc chúng ta sử dụng một cái vị tướng lọt vào top 10 Việt Nam cũng như là top thế giới. Việc lọt vào top của bất kỳ một cái vị tướng nào đó, nó không chỉ cho chúng ta thấy được rằng là người chơi đó chơi tủ cái vị tướng đấy, mà nó còn cho chúng ta thấy được rằng người chơi đó cực kỳ là có kỹ năng và dĩ nhiên trình độ là cực kỳ cao. Nó khiến cho không chỉ những cái người chơi cùng mà còn cả đó là những cái người chơi trong trận đó, thậm chí là kẻ địch đó anh em, phải nhìn bằng ánh mắt thán phục và ngưỡng mộ. Đây chính là cái kiểu chơi tướng tủ tối thượng mà bất kỳ ai cũng muốn anh em ạ. Và dĩ nhiên, nếu như anh em đã có cho mình một cái vị tướng lọt vào top rank cao, top Việt Nam, top thế giới, rồi đã thế lại còn có trang phục skin này nó đủ đầy, thì đó lại là một cái điều gì đó nó quá hoàn hảo rồi đúng không ạ? Vậy thì sau khi mà chọn xong, xem hết tới đây, không biết rằng anh em thích mình sẽ sử dụng vị tướng tủ theo cách như thế nào? Đó là mua full trang phục, full skin, hay là đặt hình nền, hoặc là cày tỷ lệ thắng, hay là leo rank top thế giới, hay là thậm chí cả bốn luôn. Hãy để lại comment ở bên dưới video clip này để mỡ xem rằng trên kênh của chúng ta đang có những ai và đi theo cách nào ha. Đừng quên rằng nhớ để lại cho mỡ một like, một subscribe, đăng ký kênh cũng như theo dõi để mà đón xem những cái video clip tiếp theo của mỡ sẽ làm ha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.